tính ra một tuần tôi có thể là mua tới hơi bị nhiều cái. Một tuần là thằng cháu tôi là nó nghỉ học 2 bữa, thứ bảy và chủ nhật, là thứ hai là tôi phải đi mua, mà có dặn nó hoài à, mà nó cũng tới nó chơi, chẳng lẽ giờ không cho nó chơi đúng không? Đúng Nó chơi xong cái đầu cái nó đem về bển, hoặc đem dục dọc đường, đem nó dục hết trơn. rồi. Rồi hít nãy hả? Cái đầu hít nè, cái tôi để trên đây nè đúng không, tôi để tôi dán dán này nè đó, dán bắt đầu cái tôi kê mấy cái đồ để cho nó khỏi là nó đụng đụng mặt kiến á Đúng rồi. đó. Rồi cái nó đem nó gỡ ra cho này, nó gỡ ra nó cầm bắt đầu nó ịnh vô tường, nó hít hít chơi vậy này, rồi cái nó đem cầm về bển luôn. Rồi ê, ông có cách nào mà ông tạo cho cái độ hít của nó mà kiểu mà gị không ra không? Đối với con nít không bao giờ nó gây ra được, thiệt luôn, Không ra luôn à? không ra nổi luôn, thiệt luôn. Không, tôi thấy nó gị nó em về đi miết mà. Bây giờ nha, em chia sẻ mọi người là một cái mẹo rất hay, là cách để mọi người tăng độ bám dính của thằng này lên gấp 3 lần hoặc là gấp 5 lần luôn, Dán keo. không có dán keo. Dán keo sao mình mở ra được? Đúng rồi, dán keo để bữa mở ra mới vô mà. Bây giờ nha, một cái anh dùng bình thường cái bản năng của nó, một cái anh dùng theo cách này, rồi anh đi dùng kìm anh kéo lên anh biết. Nhưng mà cái dụ như mà ông để vậy bắt đầu một thời gian đó, nó sẽ tự co ra, hiểu không? Nó ịnh xuống, là Đúng rồi, trường hợp nào là ông có đồ nặng ông đè đúng thì nó mới rồi, hết, còn ông để là nó tự 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 lên cái nó mất tự à. không lên. Bây giờ anh lấy em miếng kem răng đây để em chia sẻ cho, sẽ test thử cho mọi người coi nè. Đầu tiên á, có hai cái đầu nút, một cái đầu nút á anh ép xuống như bình thường, một cái đầu nút anh sẽ bôi kem nó răng. Bôi lên đây hả? Đúng rồi, Chị vậy? anh cái bôi đi, anh test thử là anh biết Bôi lớp mỏng được không? nó hít gấp 5 lần, gấp 10 lần như vậy. Như vậy hả? Đó, mọi người sẽ check lên. Nó trơn xong thằng. Rồi, anh ít xuống. Ủa Thằng này lên rồi nè. sao nó lên lại mất ảnh nó mà lên lại nhanh vậy? Thằng xuống không? Đó. Và để thử cái độ 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 lên nó có bao nhiêu lâu nha. Cái thằng này đang lên mẹ rồi. Lên rồi đó. Giống như bị xì không? Đúng rồi. Em vẫn lên từ từ lên lên này. Nó lên từ từ. Thằng này nó có lên không? Nãy lên chậm. Nó lên luôn rồi đó. Nãy nó nhu lên luôn rồi Gỡ đó. luôn Đó, rồi. rồi ok. Tiếp theo á, chúng ta sẽ test về cái độ kéo. Bây giờ anh áp áp xuống đi. Anh cũng xoay kỹ như kia. Rồi, bây giờ anh test lực kéo nè. Anh sẽ dùng kìm anh kéo thử anh biết. Kìm kéo đúng không? Anh kéo lại trước đi. Kéo đứng đúng không? Kéo thẳng đứng mà không để di chuyển nè, để mình test cái độ hít như thế nào nha. Mọi người coi nè. Nè. Ủa, tính ra kéo nó cũng cứng mà. Thằng này. Nè, cái độ lên nó lâu nè. Nó bám nè, lên rất là lâu. Ông nội nó không lên luôn thằng. Đó, mình hít đây nè, nó bám lại nè, hít lại nè. Tiếng kêu nó to hơn là biết rồi. Đúng hết ghê vậy trời. Mà sao đổ hết hết ghê vậy? Thiệt mà. Đấy. Dán đúng không? Dán không? Cái này Thằng này nó có tỷ lệ đàn hồi lên đó nè. này mình có cái gì mình gọi cái cục gì để mình treo treo cho nó biết còn có lực của Hay mình là tôi kiếm cái có cái kênh đó, anh kéo ngược cân lên kéo. cân kéo 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 cân cân trọng trọng lượng ký à, đúng không? Đúng rồi, cần bỏ xuống. Không, như vậy là đúng rồi, mình không có đồ Lên kéo lên liền đó. lên 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 nó Chưa? hít bám nó ông dở lên nó càng bám thấy Đúng rồi. không, thật sự luôn á. Ê, thì em thấy thấy độ kéo của tôi là biết rồi Đó. à. Nó cũng lên nhưng mà phải lực mạnh rất là nhiều. Đúng rồi. Thằng này dụ như 5 kg, thằng này phải 10 kg. Đúng rồi, nó tăng lên vậy đó. Cho nên mọi người sàn mới hít này, mọi người muốn tăng cái lực chính của nó thì mọi người ép buộc phải bôi thêm miếng kem năng vô nữa là sẽ giúp tăng lên. Thì giống như cái trường hợp đi, em nói dễ dễ hiểu đi. Em biết gọi là cái cảo hay là cái đồ hít không? Giống như là anh muốn nâng cái miếng gạch này lên nè. Anh muốn bấm lâu quá thì anh nên dán vô, anh kéo cái miếng nặng nặng lên kéo được. Không gì anh kiếm cái cục nặng đi ha. Anh đâu có cái gì mà vật nặng mà đâu có gì nó vật láng nặng đâu mà màu hít nặng được để nó anh đâu. kéo lên anh test thử chứ. Cái thùng được không ta? Cái thùng đâu có nó tại được, thùng nó đâu cứng đâu, thùng nó đâu cứng đâu kéo. Cái thùng nước 2 lít để ngang à. Bây giờ nó dụ như có một cái miếng kiến để trên đây cái mình ịnh nó lên á, mặt bàn thì không được không bà không được đâu à, cái mình nước kia dính không không dính
tại vì nó mềm mà. Vậy thôi em, nó vậy là ok rồi. Ông nhìn nè, thấy nó lên nè, thằng này lên, thằng này nó không lên là ông hiểu rồi. Ừ. Giờ ông coi là test lần nữa là thằng này nè. Thì thằng này nó thấy dở nhẹ nhàng nè ha. Ừ. Còn này tôi dở là đó, nó anh thấy độ hít không? Thấy cái độ hít nè, thấy nó ấy không? Thấy. Đè xuống là nó trở bình thường rồi đúng không? Ừ. Kéo cái đầu nó gương cái độ hít lên nè. Nhìn là biết liền gì nữa rồi. Ừ. À. Lực hơi rồi, hiểu rồi. Đó, ok. Hay chia sẻ mọi người đây là cách đơn giản để mọi người tăng độ hít lên, mọi người áp dụng trong trường hợp nào đó thì mọi người áp dụng. Ok, miễn tăng độ hít là muốn khi đó mình tự nghĩ ra thôi. Ok, nhớ đăng ký bật chuông.